Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 4 sách cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Hà Liêm cần phải giới thiệu. Các em sẽ không và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học bài 84 các chia phân số trang 70-71. Giờ trước hết mình sẽ có một cái bánh được chia làm 4 phần bằng nhau, ăn hết một phần còn lại 3 phần. Như vậy là mình sẽ còn lại 3 phần tư cái bánh. Tiếp tục các em sẽ chia 3 phần tư cái chiếc bánh này ra thành các phần bằng nhau. Mỗi phần sẽ là 1 phần 8 chiếc bánh, họ chia được mấy phần như thế. Như vậy người ta nói là người ta sẽ chia cái bánh, 3 phần 4 cái bánh này được thành các phần bằng nhau. Mỗi phần sẽ là 1 phần 8 cái bánh, họ chia được mấy phần như thế, mình sẽ đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, được 6 phần như thế. Đúng nè. Như vậy ở đây mình thực hiện phép chia là 3 phần 4 chia 1 phần 8. Như vậy ở đây mình có là, đây là 3 phần. Đây là một băng giấy được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần cũng như là 3 phần tư. Giờ tiếp theo mình có là một băng giấy cũng giống như vậy nhưng mà được chia làm 8 phần bằng nhau. Thì mình thấy 3 phần tư, mình thấy là 3 phần tư sẽ gấp 6 lần của 1 phần 8. Đây, mỗi cái này sẽ là 1 phần 8 này. Một cái nhỏ này sẽ là 1 phần 8, đúng này. 3 phần tư là từ đây tới đây thì sẽ bằng 6 lần của 1 phần 8. 3 phần 4 gấp 6 lần 1 phần 8 có nghĩa là 3 phần 4 chia 1 phần 8 sẽ bằng 6 nha. Đúng không? Đây mỗi cái ô vuông nhỏ này là 1 phần 8. Còn 3 phần 4 là từ đây tới đây sẽ gồm có 6 cái như vậy. Như vậy có nghĩa 3 phần 4 gấp 6 lần 1 phần 8. Như vậy ta có phép chia 3 phần 4 chia 1 phần 8 bằng 6. Mặt khác 3 phần 4 chia nhân 8 phần 1. 3 phần 4 nhân 8 phần 1, đây là phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 3 nhân 8 là 24, 4 nhân 1 là 4, 24 chia 4 bằng 6. Như vậy 3 phần 4 chia 1 phần 8 sẽ bằng 3 phần 4 nhân cho 8 phần 1, quy đều bằng 6, đúng không? Vậy mình kết luận là 3 phần 4 chia 1 phần 8 sẽ bằng 3 phần 4 nhân cho 8 phần 1 bằng 6. Mình thấy là 8 phần 1 gọi là phân số đảo ngược của 1 phần 8. 1 phần 8 các em đảo ngược, có nghĩa tử biến thành mẫu, mẫu biến thành tử, sẽ thành 8 phần 1. Như vậy phân số 8 phần 1 gọi là phân số đảo ngược của phân số 1 phần 8 nha. Như vậy các em có nhận xét là muốn chia một phân số cho một phân số không, ta sẽ lấy phân số nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. Đây. Muốn chia một phân số cho một phân số, các em lấy phân số nhất nhân cho phân số đảo ngược phân số 2, 1 phần 8 đảo ngược thành 8 phần 1. Đúng không? Ví dụ như là 7 phần 12 chia cho 3 phần 5, thì các em sẽ bằng 7 phần 12 viết lại nha. Phép chia các em biến đổi thành phép nhân. 3 phần 5 các em đảo ngược lại 5 phần 3. Sau đó tới đây thì mình có phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 7 nhân 5 là 35, 12 nhân 3 bằng 36. Đúng không? Giờ như vậy các em nhớ câu này để các em làm bài tập nha. Muốn chia một phân số cho một phân số khác không, ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược phân số thứ hai. Ví dụ 7 phần 12 chia 3 phần 5 sẽ bằng 7 phần 12 nhân cho đảo ngược của 3 phần 5 chính là 5 phần 3. Giờ tới đây là nhân hai con số, em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu là cho kết quả thôi, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ làm bài tập câu số 1, câu A nêu phân số đảo ngược của phân số sau nhé. Mình sẽ làm câu A trước. Như vậy là phân số đảo ngược. Của các phân số ba phần tư mười phần ba hai phần năm và một phần tư lần lượt là 3 phần 4 các em đảo ngược lại sẽ là 4 phần 3. Đúng không? Giờ 10 phần 3 các em đảo ngược lại là 3 phần 10. 2 phần 5 các em đảo ngược lại là 5 phần 2. 1 phần 4 các em đảo ngược lại là 4 phần 1.
Đúng rồi. Như mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Câu B mình thực hiện phép chia 7 phần 4 chia 3 phần 4. 7 phần 4 chia 3 phần 4. Giờ 7 phần 4 các em viết lại. Phép chia biến đổi thành phép nhân. 3 phần 4 các em đảo ngược là 4 phần 7. Giờ nhân hai con số các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 7 x 4 là 28, 4 x 3 là 12. Tới đây các em sẽ rút gọn. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia cho 4, đúng không? 28 chia 4 được 7, 12 chia 4 được 3, kết quả là 7 phần 3. Giờ tiếp theo là 10 phần 9 chia cho 10 phần 3. Như là 10 phần 9 thì các em sẽ viết lại. Phép chia biến đổi thành phép nhân. 10 phần 3 đảo ngược là 3 phần 10. Tới đây là phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 10 x 3 là 30. 9 x 10 là 90. Giờ tới đây mình sẽ rút gọn tiếp. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 30, đúng không? 30 chia 30 được 1, 90 chia 30 được 3, kết quả sinh 1 phần 3 nhé. Tiếp theo là 6 phần 35 chia cho 2 phần 5. 6 mình sẽ viết là cái đề này. 6 phần 35 chia cho 2 phần 5. Giờ 6 phần 35 mình sẽ viết lại. Phép chia biến đổi thành phép nhân. 2 phần 5 các em đảo ngược là 5 phần 2. Tới đây là phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 6 nhân 5 là 30, 35 nhân 2 là 70. Tới đây thì mình sẽ rút gọn, mình thấy là mình sẽ rút gọn chia tử qua mẫu cho 10. 30 chia 10 được 3, 70 chia 10 được 7, kết quả là 3 phần 7. Và cuối cùng sẽ là 1 phần 20 chia cho 1 phần 4. Giờ 1 phần 20 các em sẽ viết lại. Phép chia các em sẽ biến đổi thành phép nhân. Giờ 1 phần 4 các em đảo ngược là 4 phần 1. Tới đây là phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 1 x 4 là 4, 20 x 1 là 20. Tới đây các em sẽ rút gọn, mình thấy là 20 chia hết cho 4. Nên các em sẽ rút gọn chia tử qua 1 cho 4, 4 chia 4 được 1, 20 chia 4 được 5. Kết quả sẽ là 1 phần 5, đúng này. Như là mình xong câu số 1 nhé. Câu số 1 các em hiểu bài, cái xong khích video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2 giúp gọn giờ tính nha. Mình sẽ làm câu số 2. Bài làm của mình. Câu A. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. 14 phần 18 chia cho 8 phần 9. Thì mình thấy là 14 phần 18 mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử qua mẫu cho 2. Đúng không? 14 chia 2 được 7, 18 chia 2 được 9. Chia cho 8 phần 9 viết lại. Giờ sau khi rút gọn xong mình tính luôn. 7 phần 9 mình sẽ viết lại. Phép chia các em sẽ biến đổi thành phép nhân. 8 phần 9 các em đảo ngược là 9 phần 8. Tới đây là phép nhân hai con số, các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 7 nhân 9 là 63. 9 x 8 là 72. Sau đó các em sẽ rút gọn chia tử qua mẫu cho 9. 63 chia 9 được 7. 72 chia 9 được 8. Kết quả sẽ 7 phần 8. Đúng không?
Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ mình sẽ viết lại cái đề 9 phần 6 chia cho 3 phần 10. Giờ bây giờ mình sẽ rút gọn thì mình thấy là 9 phần 6 này mình sẽ rút gọn chia tử qua 1 cho 3 được đúng không? Giờ 9 chia 3 được 3, 6 chia 3 được 2. Giờ chia cho 3 phần 10 viết lại. 3 phần 2 viết lại. Phép chia các em biến đổi thành phép nhân. 3 phần 10 các em đảo ngược lại là 10 phần 3. Tới đây là phép nhân hay phân số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu nha. 3 nhân 10 là 30, 2 nhân 3 là 6. 30 phần 6 có nghĩa là 30 chia 6 phần 5. Được không? Như kết quả cuối cùng sẽ là số 5 nha. Mình sẽ làm câu C luôn. 4 phần 5 chia cho 10 phần 15. Rồi 4 phần 5 các em sẽ viết lại. Phép chia các em biến đổi thành phép nhân. Như ở đây mình cần rút gọn trước, như vậy là các em mình sẽ rút gọn 10 phần 15 trước nha. Cái phép giữ phép chia là 10 phần 15 mình sẽ rút gọn chia tử qua mẫu cho 5 đúng không? 10 chia 5 được 2, 15 chia 5 được 3 đúng không? Giờ 4 phần 5 viết lại. Phép chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân. Giờ 2 phần 3 kem đảo ngược lại là 3 phần 2. Tới đây là phép nhân hay phân số thì kem lấy tử mẫu nhân mẫu thôi. 4 nhân 3 là 12, 5 nhân 2 là 10. Sau đó kem sẽ rút gọn, mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 2. 12 chia 2 được 6, 10 chia 2 được 5, kết quả sẽ là 6 phần 5. Cuối cùng sẽ là câu D. 1 phần 6 chia cho 21 phần 9 nha. Giờ 1 phần 6 viết lại. Phép chia, giữ nguyên phép chia mình sẽ rút gọn cái này chứ. Như là 21 phần 9 mình thấy là tử mẫu sẽ chia cho 3 nên mình sẽ rút gọn chia tử qua 1 cho 3. 21 chia 3 được 7, 9 chia 3 được 3. Giờ 1 phần 6 viết lại. Phép chia các em sẽ biến đổi thành phép nhân. 7 phần 3 các em đảo ngược là 3 phần 7. Tới đây là phép nhân hay phân số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 1 nhân 3 là 3, 6 nhân 3, 6 nhân 7 là 42. Mình thấy là 42 chia hết cho 3 nên các em sẽ rút gọn chia tử qua 1 cho 3 nhé. 3 chia 3 được 1, 42 chia 3 sẽ là 14, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Câu số 2 kem hiểu bài. Các em sẽ muốn hết video phải biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Câu số 3 đề bài yêu cầu hãy chỉ đường giúp chú cáo về nhà bằng cách thực hiện các phép chia phân số nha. Giờ như vậy bây giờ mình sẽ giúp chú cá về bằng cách thực hiện các phép chia phân số. Ở đây mình có 1 phần 2 chia cho 5 phần 8. Đúng không? Hãy sẽ tính nha phía dưới này nha. Như 1 phần 2 chia cho 5 phần 8. 1 phần 2 chia 5 phần 8. Như 1 phần 2 thì các em sẽ viết lại phép chia thì các em sẽ biến đổi thành phép nhân. Đúng không? 5 phần 8 các em đảo ngược là 8 phần 5. Tới đây thì phép nhân hay phân số các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 1 nhân 8 là 8, 2 nhân 5 là 10. Tới đây thì các em sẽ rút gọn chia tử vào 1 cho 2. Đúng không? 8 chia 2 được 4, 10 chia 2 được 5, kết quả sẽ 4 phần 5. Như vậy các em sẽ viết ở đây chính là 4 phần 5. Chỗ này sẽ là 4 phần 5.
Tiếp theo các em lấy 4 phần 5 mình sẽ chia cho 1 phần 6 nha. Thầy sẽ tính nhắc phím đây. 4 phần 5 mình sẽ chia cho 1 phần 6. Giờ 4 phần 5 thì các em sẽ viết lại. Phép chia thì các em sẽ biến đổi thành phép nhân. Đúng rồi. 1 phần 6 đảo ngược là 6 phần 1. Tới đây là phép nhân 2 phần 6. Các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 4 nhân 6 là 24, 5 nhân 1 là 5, kết quả là 24 phần 5. Được này. Như vậy các em sẽ viết ở đây sẽ là 24 phần 5. Tiếp theo thì các em sẽ lấy 24 phần 5 này chia cho 3 phần 10. Thầy sẽ tính nhắc dưới phía dưới này. 24 phần 5 mình sẽ chia cho 3 phần 10. Giờ 24 phần 5 thì các em sẽ viết lại. Phép chia thì các em sẽ biến đổi thành phép nhân thôi. Đúng không? 3 phần 10 đảo ngược là 10 phần 3. Giờ phép nhân 2 phần số thì các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 24 nhân 10 là 240. Đúng không? Giờ 5 nhân 3 sẽ là 10, 15. Giờ tiếp theo các em lấy 240 chia 15. Các em sẽ lấy nháp chia nha. Ở đây thì sẽ cho kết quả luôn. 240 chia 15 thì sẽ bằng là 16. Đúng không? Như kết quả sẽ là 16 nha. Như các em biết ở đây chính là số 16 chỗ này. Giờ tiếp theo thì các em lấy 16 này chia cho 1 phần 4. Đúng không? Giờ 16 chia 1 phần 4. Như vậy số 16 các em viết lại. Phép chia các em biến đổi thành phép nhân. 1 phần 4 đảo ngược là 4 phần 1. Giờ 16 nhân 4 sẽ bằng 64. 64 phần 1 thì là 64 không? Đúng không? Như các em sẽ viết ở đây chính là 64 nha. 64. Đúng không? Giờ tiếp theo mình lấy 64 chia cho 3 phần 15. Mình sẽ chia cho 3 phần 15. Chia cho 3 phần 5. Đúng không? Giờ bằng 64 mình sẽ viết lại. Phép chia các em sẽ biến đổi thành phép nhân. Giờ 3 phần 5 các em đảo ngược lại là 5 phần 3. Giờ như mình sẽ lấy 64 nhân 5. Mẫu số 3 viết lại. 64 nhân 5 sẽ là 320. Mẫu số 3 viết lại, kết quả là 320 phần 3. Như mình sẽ viết ở đây sẽ là 320 phần 3 nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy 320 phần 3 chia cho 5 phần 12. Ba trăm hai mươi phần ba chia cho 5 phần 12. Giờ như vậy là 320 phần ba viết lại. Phép chia các em biến đổi thành phép nhân. 5 phần 12 đảo ngược là 12 phần 5. Giờ tiếp theo thì các em sẽ ta lấy nháp gia tính kết quả thì sẽ nhắm chỗ này cho các em dễ hiểu nhé. Chứ mình sẽ lấy 320 chia chia cho 5.
Các em có thể nhân trước giờ chia sale ở đây hay chia trước để cho số nó dễ nhỏ, nó sẽ dễ nhập hơn. Mình có là 320 chia cho 5 là 64 này, đúng này. Dấu nhân viết lại. 12 chia 3 được 4. 64 nhân 4. 4 nhân 4 16, viết 6 với 1. 4 nhân 6 là 24, khi 1 là 25. Kết quả là 256, đúng này. Như vậy là mình sẽ nhẩm vậy nó sẽ dễ hơn, đúng này. Còn nếu các em nhân xong rồi chia cũng được nha, thì kết quả nó sẽ cũng là 256 thôi, nhưng mà khó nhẩm hơn. Như vậy số ở đây mình sẽ viết là 256, đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 các em hiểu bài, cái xong hết video thì các em hiểu bài nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4 thì chị Yến giấu 2 phần 3 bình nước kem ra các cốc, sao cho lượng nước kem mỗi cốc bằng 1 phần 6 bình nước kem. Hỏi chị Yến giấu được mấy cốc kem như thế nhé. Như là đề bài nói là chị Yến sẽ giấu 2 phần 3 bình nước kem ra các cốc, sao cho lượng nước kem mỗi cốc bằng 1 phần 6 bình nước kem. Như mình sẽ lấy 2 phần 3 chia 1 phần 6 là ra kết quả thôi, đúng không? Giờ các em sẽ đặt lời dễ bằng kem, các em sẽ bỏ chữ hỏi đi. Các em trả lời là chị Yến giấu được số cốc nước kem như thế này. Đúng này. Như vậy là chị Yến giấu được số cốc nước kem như thế này. Hoặc là các em trả lời là số cốc nước kem chị Yến dốc được là cũng được nha. Như là chị Yến dốc được số cốc nước kem như thế là mình sẽ lấy 2 phần 3 chia 1 phần 6. Giờ hãy sẽ tính nhé phía dưới này. Như vậy là 2 phần 3 thì các em sẽ viết lại. Phép chia các em sẽ biến đổi thành phép nhân. 1 phần 6 đảo ngược là 6 phần 1. Giờ đây là phép nhân 2 phần 6, các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 2 nhân 6 12. 3 nhân 1 là 3. 12 chia 3. 12 phần 3 có nghĩa là 12 chia 3 bằng 4 nha. Như kết quả ở đây sẽ là 4 cốc như thế nha. Như đáp số sẽ là 4 cộng. Như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài. Kem xong khích video thầy biết kem hiệu bài. Như mà kem để đầy đủ là 4 cốc nước kem. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5. Câu số 5 người ta kêu mình xếp hẻ số vào ô dấu chấm hỏi, thích hợp để được phép chia đúng nha. Giờ các em suy nghĩ xem có mình có cách xếp nào không để được phép tính đúng. Như vậy ở đây mình sẽ có chấm hỏi, chia chấm hỏi. Chấm hỏi phần chấm hỏi, chia chính phần chấm hỏi. Bằng chấm hỏi phần chấm hỏi. Giờ như vậy ở đây mình có các hẻ số là 1, 2, 3, 4, 6. Mình sắp như thế nào để được phép tính đúng nha.
Giờ như vậy ví dụ mình sẽ có là 6 phần 4 chia cho 9 phần 3 sẽ bằng 1 phần 2. Sáu phần tư chính là 3 phần 2. 6 phần 4 này các em sẽ rút gọn được là 3 phần 2 đúng không? Còn 9 phần 3 các em sẽ chính là 9 chia 3 được 3. 3 phần 2 chia cho 3 thì sẽ còn lại 1 phần 2 đúng không? Thầy sẽ tính nháp chỗ này cho các em hiểu nhé. Thầy sẽ tính nháp chỗ này. Giờ như vậy là phép chia thì các em sẽ biến đổi thành phép nhân đúng không? 6 phần 4 các em sẽ lại chia biến đổi thành phép nhân, 9 phần 3 các em đảo ngược lại là 3 phần 9 đúng không? Giờ đây là phép nhân hay phân số, các em lấy tử mẫu nhân mẫu, 6 nhân 3 là 18, 4 nhân 9 là 36, 18 phần 16 các em sẽ rút gọn, chia tử và mẫu cho 18, 18 chia 18 được 1, 36 chia 18 được 2, kết quả sẽ 1 phần 2 như mình đã làm đúng đúng không? Đó là một cách sắp xếp nha, các em sẽ suy nghĩ xem còn cách nào hay không nha. Như là mình xong câu số 5, câu số 5 các em hiểu bài, cái xong khích video hãy các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu không, khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tập tạm biệt kém nhé.